Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem bản tin tối với các tin nóng mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh bố trí gần 1.000 tỷ đồng mở rộng 3,2 km đường dẫn cao tốc nối với Đồng Nai từ 4 lên 8 làn xe, giúp đồng bộ giao thông, tăng kết nối với các tỉnh Đông Nam Bộ. Công trình dự kiến khởi công năm 2025, hoàn thành sau 1 năm. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đường dẫn cao tốc dài hơn 3 km từ nút giao An Phú đến Vành Đai 2, Thành phố Thủ Đức sẽ được mở rộng lên gấp đôi hiện nay để đạt quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe. Trong đó, hơn 2 km phần đường và 2 cầu mương kênh, cầu vượt bắc qua tuyến Đỗ Xuân Hợp sẽ được mở rộng đồng bộ. Việc triển khai dự án này được đánh giá thuận lợi vì ít phải giải phóng mặt bằng. Công trình khi hoàn thành sẽ đồng bộ với nút giao An Phú đang được thành phố triển khai với quy mô 3 tầng, dự kiến khai thác cuối năm 2025. Đường dẫn sau khi nâng cấp cũng tạo thông suốt với tuyến chính cao tốc Long Thành Dầu Dây sắp được mở rộng, giúp tăng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Long Thành và Đông Nam Bộ. Trước đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đề xuất Chính phủ giao Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư nâng cấp cao tốc Long Thành Dầu Dây lên 8 đến 10 làn xe. Đoạn dự kiến triển khai dài 22 km từ nút giao Vành Đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh đến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Đồng Nai. Tổng mức đầu tư dự án này ước tính khoảng 14.955 tỷ đồng. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Lê Quang Trung và Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Huỳnh Ngọc Hải được cho thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu trước tuổi. Quyết định về công tác cán bộ vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký, ban hành ngày 26 tháng 9. Trong đó, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng được cho thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu trước tuổi, tính từ ngày 1 tháng 10. Tại kỳ họp thứ 45 diễn ra vào các ngày 7 và 8 tháng 8 năm 2024, ông Lê Quang Trung và ông Huỳnh Ngọc Hải là hai trong số nhiều cán bộ của tỉnh Lâm Đồng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội ký ban hành thông cáo số 4284 trên TT-KQHTT về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn. Thông cáo nêu rõ, chiều ngày 25 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Dù giá vàng thế giới hạ nhiệt nhưng giá vàng nhẫn 4 số 9 chiều ngày 27 tháng 9 tiếp tục nhích lên, áp sát giá vàng SJC, lập đỉnh mới ở mức 83,44 triệu đồng một lượng. Khoảng 15 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại công ty Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng 100.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng tăng 310.000 đồng chiều mua và 110.000 đồng chiều bán so với hôm qua, lên 82,54 triệu đồng một lượng mua vào và 83,44 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty B&G cũng tăng 400.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 82,5 triệu đồng một lượng mua vào và 83,3 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty SJC vẫn giao dịch ở giá đỉnh sáng nay của doanh nghiệp này, ở mức 81,5 triệu đồng một lượng chiều mua và 83 triệu đồng một lượng bán ra. Như vậy, vàng nhẫn 4 số 9 lại tiếp tục phá đỉnh vừa lập sáng nay để lên đỉnh cao mới ở mức 83,44 triệu đồng một lượng. So vàng nhẫn 4 số 9 ở mức giá cao nhất trên thị trường, được niêm yết tại công ty Bảo Tín Minh Châu, hiện giá vàng nhẫn 4 số 9 chỉ còn thấp hơn vàng SJC 60.000 đồng một lượng, so với đầu năm nay lên đến 15-16 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC chiều nay vẫn giữ mức giá hôm qua. Công ty SJC, B&G, tập đoàn Doji cùng niêm yết ở mức 81,5 triệu đồng một lượng mua vào và 83,5 triệu đồng một lượng bán ra. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank cũng ở mức 83,5 triệu đồng một lượng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều ngày 27 tháng 9 giờ Việt Nam giảm còn 2.662,4 đô la Mỹ một ounce, giảm hơn 6 đô la Mỹ so với giá kỷ lục vừa lập sáng nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 79,4 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 4,1 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 4,04 triệu đồng một lượng. Chiều ngày 27 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại tòa, đại diện SCB cho biết, với các hoạt động môi giới, mua bán trái phiếu, đơn vị này thực hiện theo hợp đồng ký kết với công ty chứng khoán Tân Việt và SCB được phép thực hiện các hoạt động này. Đồng thời, nhân viên ngân hàng chỉ tư vấn, giới thiệu khi khách hàng có nhu cầu đầu tư, không chèo kéo khách hàng mua trái phiếu. Theo đại diện SCB, ngân hàng không trực tiếp thu phí dịch vụ từ các khách hàng. Vấn đề phí sẽ được thực hiện theo thỏa thuận. Theo đó, công ty chứng khoán Tân Việt sẽ phải thanh toán cho ngân hàng này. Với việc khắc phục hậu quả của vụ án, đại diện SCB khẳng định tôn trọng quyết định của hội đồng xét xử, đồng thời kiến nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 6 bị cáo có nhiều năm công tác tại ngân hàng này. Ngoài ra, trong vụ án này, một số người bị xác định có hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng đã qua đời. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng áp dụng một số biện pháp ngăn chặn liên quan tới tài sản. Tại tòa, những người thân cùng hàng thừa kế thứ nhất của những người này cho rằng tài sản bị phong tỏa, kê biên, ngăn chặn được hình thành trong quá trình hôn nhân, tài sản của gia đình và xin được nhận lại. Cuối buổi làm việc, hội đồng xét xử yêu cầu vào ngày 30 tháng 9, người đại diện của Vạn Thịnh Phát và 2 người con gái của bà Trương Mỹ Lan, cùng hàng loạt cá nhân, pháp nhân khác phải có mặt tại tòa để làm rõ một số vấn đề. Ngày 27 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi buôn bán hàng giả và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh. 7 bị can gồm Nguyễn Thị Tường Oanh, sinh năm 1977, và chồng là Ngô Quang Vinh, sinh năm 1976, trú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thông Tin, sinh năm 1987, trú huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh; Hồ Thái Danh, sinh năm 1987, và Trần Văn Chinh, sinh năm 1992, cùng trú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh; Hoàng Văn Dương, sinh năm 1988, trú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về hành vi buôn bán hàng giả; Phạm Minh Nhật, sinh năm 1987, trú quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về hành vi làm giả tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và buôn bán hàng giả. Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 16 tháng 1 năm 2024, nữ nhân viên của một cây xăng trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã đến cơ quan công an trình báo về việc vừa bị 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là lấy lý do cần tiền, nên đã đưa ra một chiếc điện thoại kèm giấy tờ hóa đơn mua điện thoại để mượn tiền chị này. Do không hiểu biết về các dòng điện thoại đời mới đắt tiền, cộng thêm sự nhẹ dạ cả tin, nên chị đã đồng ý giữ điện thoại lại và đưa tiền cho các đối tượng. Tuy nhiên, đến sáng ngày 18 tháng 1, chị này kiểm tra kỹ chiếc điện thoại thì phát hiện thấy không đúng hàng chính hãng, nên tìm cách liên hệ 2 thanh niên kia nhưng không được. Trong thời gian ngắn, Công an huyện Thạch Hà đã làm rõ danh tính các đối tượng liên quan, đồng thời tiến hành bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1996, trú tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1984, và Trương Thế Anh, sinh năm 1992, cùng trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận điện thoại và hóa đơn là giả, mua từ một người đàn ông tên Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh với giá trị là 2,1 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 7 vụ tại địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt được hơn 100 triệu đồng. Công an huyện Thạch Hà đã xác định được đối tượng cung cấp điện thoại di động giả và hóa đơn mua bán điện thoại di động giả cho Nguyễn Văn Tân là Phạm Minh Nhật. Trinh sát xác định Nhật không có nghề nghiệp ổn định. Hàng ngày Nhật thường di chuyển đến các địa điểm bến xe và các nhà xe đi miền Tây trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để vận chuyển và tiêu thụ điện thoại di động giả. Đặc biệt, Nhật thường xuyên giao dịch mua bán điện thoại giả với đối tượng Nguyễn Thị Tường Oanh. Ban chuyên án đã xác định toàn bộ số hàng mà Oanh cùng các đối tượng giao dịch mua bán là điện thoại di động giả, nhái lại các hãng điện thoại cao cấp đời mới như iPhone, Samsung cùng các loại phụ kiện điện thoại có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Ngày 12 tháng 9, xác định được thông tin sẽ có lô hàng lớn vận chuyển về nhà Oanh tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy luật, ban chuyên án quyết định huy động lực lượng phá án. Hơn 40 cán bộ chiến sĩ bố trí tại 7 địa điểm khác nhau, đồng loạt kiểm tra và bắt giữ đối với Phạm Minh Nhật, Nguyễn Thị Tường Oanh cùng chồng Ngô Quang Vinh. Đồng thời, triệu tập làm việc và thu giữ điện thoại di động giả tại nhà 4 đối tượng Nguyễn Thông Tin, Hồ Thái Danh, Trần Văn Chinh, Hoàng Văn Dương. Kết quả, ban chuyên án thu giữ hơn 6.000 điện thoại di động giả, nhái lại các hãng điện thoại iPhone, Samsung, Apple, hơn 100 thùng phụ kiện điện thoại các loại tại nhà các đối tượng. Ngoài ra, thu giữ tại nhà đối tượng Phạm Minh Nhật một máy in hóa đơn giả, một máy tính phục vụ việc chỉnh sửa làm giả hóa đơn và 100 tờ hóa đơn giả. Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, cũng như từ lời khai ban đầu của các đối tượng, ban chuyên án cũng xác định Oanh là đại lý lớn chuyên cung cấp điện thoại di động giả cho các đối tượng tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thông Tin, Hồ Thái Danh, Trần Văn Chinh, Hoàng Văn Dương là 4 đối tượng thường xuyên nhập hàng là điện thoại di động giả từ Oanh với số lượng lớn. Ước tính, các giao dịch mua bán điện thoại giả với các đầu mối cấp dưới của Oanh, mỗi tháng lên đến số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Ngày 27 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đang thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ việc đổ trụ cầu T7 và 2 nhịp cầu N6, N7 của cầu Phong Châu, thuộc km 18+300 quốc lộ 32C, nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khảo sát phần cầu còn lại, phía nối với xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nhận thấy, mặt cầu nhịp số 5, N5 đã bị nghiêng ra ngoài phía lòng sông Hồng, có dấu hiệu trụ T6 bị sụt lún. Theo đánh giá, các nhịp cầu số 432 có dấu hiệu bị vặn, nghiêng theo chiều dòng chảy của sông Hồng. Các khe co giãn, nối giữa các nhịp cầu bị giãn ra nhiều so với thiết kế ban đầu. Công an tỉnh Phú Thọ nhận định, có khả năng phần còn lại của cầu Phong Châu sẽ bị sập bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề xuất, kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, cần thành lập tổ công tác đánh giá sự an toàn phần còn lại của cầu Phong Châu để có biện pháp xử lý kịp thời. Cơ quan công an cũng kiến nghị tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các ban ngành liên quan, áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ phần còn lại của cầu Phong Châu bị sụp đổ gây mất an toàn cho tính mạng, tài sản của quần chúng nhân dân. Chỉ đạo thành lập tổ giám định xác định nguyên nhân đổ trụ cầu T7 và sập 2 nhịp cầu 67 của cầu Phong Châu, và phân định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan.